từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, một niềm vui lớn với công chức viên chức khi mức lương được chính thức tăng nhiều nhất từ trước đến nay, tăng 30%, lương cơ sở tăng từ 1 triệu 800.000 đồng lên 2 triệu 340.000 đồng. Tăng lương là mong muốn chính đáng của người lao động nhằm có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, đã thành một thông lệ, mỗi lần tăng lương, giá cả thị trường lại tăng theo, làm người lao động chưa kịp mừng đã phải đắn đo tính toán chi tiêu sao cho hợp lý. Ngoài việc thu nhập tăng lên thì người lao động còn được hưởng lợi khi hàng loạt chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng tăng theo lương cơ sở mới. Đây là tin vui với lực lượng công chức viên chức, khu vực công và người lao động. Chị Nguyễn Thu Minh, giáo viên mầm non quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, được tin tăng lương chị mừng lắm và hy vọng đời sống sinh hoạt của gia đình chị sẽ được cải thiện hơn so với trước. Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, thêm được một đồng cũng là đáng quý. Từ khi biết tháng 7 tới đây sẽ được tăng lương, tôi rất vui vì như vậy đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ bớt vất vả phần nào. Chị Đinh Hồng Hạnh, nhân viên văn phòng ở Ba Đình, Hà Nội chia sẻ, việc tăng lương là niềm vui chung của nhiều công chức, viên chức như chúng tôi. Ngoài công việc ở cơ quan, chúng tôi không có thời gian đi làm thêm bất cứ công việc nào khác. Do vậy, tăng lương dù ít dù nhiều, chúng tôi vẫn rất phấn khởi và hy vọng đời sống sẽ được cải thiện hơn. Đi liền với niềm vui tăng lương lại là nỗi lo của không ít lao động. Bởi thực tế, từ nhiều năm nay, mỗi lần có thông tin về việc tăng lương, người lao động chưa kịp vui với mức lương mới thì đã phải đối mặt với việc giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng vọt và số tiền lương được tăng nhiều khi không đủ bù trượt giá. Là người tay hòm chìa khóa trong gia đình, chị Đào Thu Hương, một công chức sống tại quận Hoàng Mai cho hay, cả hai vợ chồng chị đều là công chức nhà nước, nên thông tin tăng lương tới đây làm cả nhà vui mừng. Thế nhưng bên cạnh niềm vui đó là nỗi lo hàng hóa tăng, tăng lương một đồng thì hàng hóa tăng một đồng, thậm chí là tăng gấp đôi. Mục đích của việc tăng lương nhằm bù trượt giá, đảm bảo mức sống cho người lao động. Đây sẽ là niềm vui lớn cho hàng triệu cán bộ công chức viên chức người lao động. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc tăng lương chỉ thực sự ý nghĩa khi lạm phát được kiểm soát và nhà nước luôn sẵn sàng có các phương án can thiệp, biện pháp bình ổn thị trường phù hợp, kịp thời khi có biến động về giá. Bởi nhiều năm nay có tình trạng lương chưa tăng nhưng giá các mặt hàng thiết yếu đã tăng. Khi lương được điều chỉnh tăng thì giá các mặt hàng thiết yếu cũng mượn cớ té nước theo mưa. Lần tăng lương này cũng không ngoại lệ. Khi lương tối thiểu dùng được điều chỉnh tăng, nếu không kiềm hãm được việc tăng giá thì người lao động có thu nhập thấp sẽ vô cùng vất vả. Cầm bịch đường cát trắng bước ra từ cửa hàng tạp hóa bên cạnh chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lê Thị Chi than thở rằng, bằng giờ này năm ngoái, bịch đường bà mua giá 22.000 đồng, nhưng nay tăng lên 28.000 đồng. Nhiều loại thực phẩm tươi như thịt, trái cây cũng không còn giá mềm như trước. Dành gần 30 phút lượn khắp các gian hàng tại siêu thị trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, bà Mai Kim Trung, ngụ quận 5, hết ngắm hàng giảm giá lại cầm lên, đặt xuống so sánh các giá tại quầy thực phẩm. Bà cho biết, trước cầm 100.000 đồng đi chợ là đủ cho bữa cơm gia đình dinh dưỡng. Nay quay đi quay lại 100.000 đồng hết cái vèo nhưng vẫn thấy chưa mua được gì. Thực tế bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,03% so với cùng kỳ năm 2023. Có nhiều ý kiến lo ngại mức tăng này là khá cao và phát cảnh báo sớm khi dự báo có nhiều yếu tố có thể đẩy lạm phát tăng cao trong thời gian tới. Đặc biệt, trong nửa cuối năm, nhà nước sẽ điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường và thực hiện cải cách tiền lương. Những yếu tố này sẽ đẩy mạnh mặt hàng giá cả tăng cao, gây lo ngại lương chưa tăng, giá đã tăng. Các chuyên gia đều nhận định, việc thực hiện cải cách tiền lương của khu vực công theo tinh thần nghị quyết số 27 và tăng lương tối thiểu cho khu vực doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 7 có thể làm gia tăng kỳ vọng lạm phát kéo theo giá các hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng lên. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, xưa nay hay xảy ra tình trạng lương chưa tăng, giá đã tăng, dẫn đến việc tăng lương nhưng không tạo tác động lợi ích thực chất cho các đối tượng hưởng lương. Ông cho biết thêm, đứng ở góc độ điều hành,
Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cũng hết sức chú trọng thực hiện nhiều giải pháp để mang tính chủ động, để tăng lương nhưng không ảnh hưởng đến tâm lý dẫn đến tăng giá. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, để ngăn ngừa việc té nước theo mưa, các cơ quan chức năng cần có giải pháp kiểm soát giá hàng hóa, đảm bảo lưu thông, giúp nguồn cung ứng hàng hóa dồi dào. Mỗi địa phương đều có đơn vị chức năng như quản lý thị trường, ban quản lý chợ. Các đơn vị này lắng nghe phản ánh và xử lý hiện tượng tăng giá, kiểm tra, xử lý sẽ ngăn chặn được việc người bán tăng giá bất hợp lý. Cùng quan điểm, chuyên gia Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cho rằng, chính sách và ban hành như giảm thuế giá trị gia tăng nửa cuối năm 2024 sẽ góp phần giảm áp lực tăng giá khi tăng lương. Hiện nay, kinh tế khó khăn, thu nhập giảm, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Để giữ chân khách hàng, tiểu thương, doanh nghiệp sẽ cố gắng giữ ổn định giá bán hàng hóa. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính cho biết, với những chỉ đạo kịp thời từ Ban chỉ đạo điều hành giá, thì hy vọng việc tăng lương sẽ không ảnh hưởng lớn đến tăng giá trong những tháng cuối năm. Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường. Bà Lê Thị Tuyết Nhung nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành xây dựng và cập nhật các kịch bản lạm phát để làm cơ sở kiến nghị, tham mưu các biện pháp quản lý, điều tiết giá phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Việc tăng lương lần này nhằm mục đích chính là bù trừ trượt giá và cải thiện đời sống người lao động. Trong bối cảnh giá cả hàng hóa và dịch vụ leo thang, việc tăng lương sẽ giúp duy trì sức mua của người lao động, đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu cơ bản như ăn uống, nhà ở, y tế, giáo dục. Tuy nhiên, quan trọng hơn, chính sách tăng lương này sẽ được triển khai không để giá sản phẩm tăng theo. Để giúp người lao động thực sự cảm nhận được lợi ích của việc tăng lương mà không phải đối mặt với áp lực từ việc giá cả hàng hóa tăng cao.